Never gonna give you up, never gonna let you down. Bài sao này chết mất rồi. À thôi, không rick đâu mọi người nữa. Hello, xin chào cả mọi người nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một clip về một chú lục rất là nhỏ nhắn xinh xinh. Và là trọng tâm của cái lòng yêu thích của mình đối với các giọng lục từ những cái ngày đầu tiên mình lập nick, chính là bé USB Neptune. Mình rất là, các bạn phải biết nhá, mình có một cái ngày xưa ấy, mình hay chơi ở trạm y tế bố mình, là mình sẽ kiểu mấy cả mình không biết là cái nút số ở hàng trên ấy nó sẽ đổi vũ khí. Thành ra là mình mỗi lần mà mình chơi là mình chỉ sử dụng đúng hai vũ khí, là một vũ khí súng và một cái dao đấy. Thế là mình đã hình thành cái thói quen chơi lục từ đấy đến tận bây giờ. Hôm nay mình sẽ làm một clip về em USB Neptune này. Mình thật sự là mình làm khá nhiều lần với em này rồi, sao bắn mãi không trúng này. Đây là một con USB Neptune được tạo sát thương trong bay và chỉ có thể kiếm trong AI thôi, nhưng mà nó cũng đã có bán một lần rồi. Bây giờ hình như nó còn trong RPG nữa các bạn. Đấy, spam các thứ rất là đã tai đúng không các bạn, nghe tiếng USB nhưng mà nó sẽ mạnh mẽ rất là nhiều đúng không. Đấy, cũng sát thương nó cũng phải ngang một con QBZ hay là con ở QBZ tầm đấy, các thân zombie nó chỉ tầm đấy thôi các bạn, chứ không nó không phải là khỏe quá được. À xuống đây nó lùa mày đến chết luôn các bạn ạ. USB này thì dã cho mày thôi rồi đấy. Sợi lượn lách đánh võng nào, đuổi đây cầm USB này chúng mày đuổi xả láng luôn, đuổi đây. Rồi à, nhảy à, không biết bao giờ tôi muốn chết được một con đấy. Mày MP5 Ice nó ăn hết thị trường rồi. Nói chung là dòng lục thì nó con nào nó cũng nhẹ với nhau rồi, trừ cái con đại bác thôi. Con đại bác P28 thì gì đấy mình quên sử dụng tên rồi. Xuống đây nào. Nào xuống đây. Tập cận chiến mày chứ nhỉ. Chứ con nhìn mày ngứa mắt quá con ạ. Nào vào đây. Ôi chết chết rồi, bắn chết nó rồi. Trời tiếc quá, định dụ dỗ trẻ em để là một pha chứ các bạn. Rồi, nhưng cầm cái lục này thì mình chạy ROM tốt. Mấy dòng USB đương nhiên nó chạm ROM cực kỳ tốt rồi các bạn, nhưng mà không ai sử dụng con này nữa. Cái ông này ngồi vô duyên thích ngồi soi mồm mình thế nào. Cái ông này ôi cũng cầm kiếm gay à? À bây giờ lại bắt đầu thích nổi lại phong trào chơi đồ AI à? À đâu rồi? Đấy cũng cầm lên choi rồi. Deadchoy thôi. Deadchoy rồi xác định đi. À, bật cái bài của Tiểu Phạm xong rồi. Anh vừa liếm xài vậy. Nói chung cái level 100 này là nơi cho các YouTuber bọn mình thể hiện rồi. Chứ... À, ui kinh nhở cũng cầm Viper như hai kia. Mình cứu bạn nhé, mình cứu bạn. Bạn phải biết ơn mình nhé bạn. Bạn tên truy kích Việt Nam bom gì đấy nhá. Xong rồi. Ở đâu vậy? Ui. Nào không vui nha. 3 sao thì bây giờ tôi solo bổ. À bóng mày. Mất nửa máu của mình rồi. Nào đuổi. Tao bảo kê luôn này. À thằng này bố láo này. Nào thằng nào nữa? Hello. How are you? Why you? Cái gì nhỉ, mình quên dưới câu đấy rồi. Ô sao nó chết rồi. Thôi mày bunny này. Thôi em ơi. Tính ta chấm dứt từ đây nhá. Không liên quan đến nhau nữa, nó đâu rồi. Mình vừa thấy nó bunny ở đây mà. Sao còn hai đứa thế nào. Thoát à. Hai con bị cận chiến. Nào, để ta giải cứu nào. Ui. Thôi, không cần giải cứu nữa. Chứ nó xây đéo rồi. Ui ngáy cái tiết chưa. Nào tiết choi này, đây mình hay cầm cái combo này USB nó tuy với tiết choi này, mình hay cầm cái combo này cực. Ui đau nhở, các bạn nhìn thấy nó đau nhở, đau mà đúng không. Đấy, trốn à, không trốn được đâu cưng. Ui thằng ngu kia, các bạn nó như thế rồi. Chạy. Tao phải ăn cái này. Ok à. Tôi thể tôi nãy giờ tôi không ăn được một mạng chay nào luôn ấy. Đây nhá, tôi sẽ review đan 400 đan này, 200 này,
207 này đấy. Các bạn có thể nhìn thấy đam của nó. Đó. Sao lại chửi? Nào, bao giờ bạn vẫn chết được cái con 5.000 máu này đây? 5.500, chính xác 5.500. Ui, đọc mật khiên lên thôi. USB không phải đối thủ rồi. Úi giời, với gì? Với gì? Tao hỏi mày với cái gì? Với cái gì? Ok, không... À, không chết à? Baby, tại sao lại không chết? Hả? Sướng quá, sướng quá. Nào, sướng xuất tất cả nước ra thế này. Đằng này không ai đuổi này. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around, yeah. Hết trận. Sao mình hay làm nhạc vậy? Never gonna give you up thế nhỉ? Đây, mình sẽ sử dụng cái dậm chân này cho xem. Lại thằng này. Dậm chân này. À, thế thôi. Đang chôn chúng phó. Ngày xưa Nguyễn Linh hay chôn kiểu đấy cực. Thề mất dạy vãi. Mất bao nhiêu thời lượng clip chỉ vì cho các đạo kinh công ấy nhỉ? Thôi thôi, đừng cận chiến nhá, đừng cận chiến nhá. Ok, sau 25 giây mình đã quay trở lại rồi đây cấp bán. Chắc chắn là mình sẽ không thể nào làm một cái đoạn clip khá là hay rồi. Chắc mình chỉ ngồi nói chuyện thôi, thằng này chết luôn. Đây còn thằng này. Thằng nào ở đây cận chiến tao? Tao hỏi lại thằng nào ở đây cận chiến tao? Bây giờ thì không có lần thứ hai đâu nhá. Đúng một lần này thôi tao vào cái phòng. Phòng này chắc chắn tao sẽ không bị cận chiến thêm một lần nào nữa. Các bạn tin không? Này, yếu rồi này. Có vẻ chưa? Thì bắn chết đâu vậy? Rồi, ok, mãi mới có một mạng lại thề bắn. Review súng nhưng mà nãy giờ được có 1-2 mạng. Thề nó quê mùa, dã man, không còn chỗ nào để mà chửi. Hai con về thôi, mình xin phép là rút trước. Không liên quan, ui. Thôi, thôi. Thế là hết rồi đấy các bạn. Các bạn biết sự tuyệt vọng ở đây là gì không? Cứu! Mày cứ đứng đấy mày bắn làm gì nữa? Cứu! Nhanh lên mày biến hero đi xem nào. Mày mà chết thì thôi, ta nguyền rủa mày. Ui sao lại một sao? Thôi. Em đi xa lắm rồi, mình chạy nhá. Mình chỉ góp đam mình như thế là mình không giết được con nào đâu. Tạm biệt. Mình coi như chúng ta không quen biết thì ôi, có anh bạn hai sao kia cứu. Thì thôi mình cũng góp vui thôi chứ không mình lại vô tâm quá. Nhưng mà thằng nó đã chạy ra mít rồi. Ơ kìa. Bạn, anh em kiểu gì vậy? Alo. Alo. Đâu vừa lờ đâu. Đây chúng ta nhặt súng, bắt đầu mình đi nhặt súng cơ. Đây, bộ đàm lũ. Thôi nhá, không có lần hai đâu, cứ cưng ơi đừng dọa anh nữa. Sợ lắm rồi. Thề, mỗi lần mình đâm vào cái chỗ đông đông ấy, là kiểu gì mình cũng sẽ được ăn cận chiến chứ mình không ăn được lây nhiễm đâu các bạn. Thề, nhiều lúc mình thấy kiểu đầy rồi, chúng ta sẽ đến với một tiết mục tàn sát đúng không? Nhưng mà không. Chúng nó xoẹt mình đúng một cái, mỗi đứa một cái rồi mình cào mỗi huyết thanh chúng nó. Để sợ tí chết, may là thằng này cứu hộ đấy. Nó chết thay mình. Ấy sợ, ôi sao chuột mình bị loạn đấy. Mày quá, nó không để ý mình. Đấy, bắn rẻ đấy thôi. Nào bây giờ đến tao đúng không? Boss ở đây. Chấp cả lò cho mày luôn, tao bắn thế này mày. Bắn không chết được mày nhưng tao bắn mày vẫn bị chậm đấy. Ăn thế nào được. Anh em tao yếu như anh em tao đông chẳng hạn. Ui cái gì, với gì bạn? Bạn với gì? Tôi hỏi bạn là bạn với gì? Bạn với cái gì? Ui. Không chết kìa. Bê bê hê hê. À ui. Cái gì mà sao mình cứ bị nhiễm cái giọng. Kiểu hôm nay mình ngồi xem HK15 nhiều quá ấy. Với cả ông Desmond Vũ ấy. Ô nhảy trượt kìa. Thôi xong rồi, ăn cận chiến. Thôi kiểu này tôi dễ ăn cận chiến lắm. Đấy. Ô kìa. Ui. Khó hiểu, tôi không hiểu. Tại sao có thể cận chiến được trượt được quả đấy nhỉ? Ơ kìa, con bị ảo tưởng về cái khoảng cách ngắn của cái con này à? Cái con katana nó đâu ngắn như thế. Đây của mình nhá, của mình không phải của bạn đâu. Bạn chạy thì lo chạy đi, đừng có ăn hôi, hiểu không? Mình bắn loài cả tí là nó mới chết đấy bạn. Ui, đây, chúng ta lại bắt đầu có tiếp tục một chuyên mục chạy drone. Nào lên đây, tao bắn rỉa cho mày chết luôn con ạ. Con này, ui con này thực sự là tôi rất thích rỉa. Thôi không có gì đâu. Chúng ta tiếp tục clip nhá. Ơ cái gì đấy bạn ơi. Nào không vớ vẩn, không hư hỏng như thế được bạn đúng không? Thôi. Chúng ta không có duyên đâu bạn.
đừng nên cố gắng tìm kiếm mình nữa, mình không còn duyên với ai đâu, nên là chạy làm cái gì con chó này, mày đuổi tao nãy giờ nào mày ra đây, mày 3.000 máu thôi đúng không, đừng để tao phải lôi vũ khí ra truyền ra nhá, con đĩ này, nổ đi, nổ chết cha cho mày đi. Một con yếu, một con yếu, đây rồi, đây rồi, đây rồi, cận chiến đây rồi. Ui rồi ôi, đẹp chưa, đẹp dã man. Thằng nào bị mình cận chiến đấy, mình không kịp đọc tên. Ôi anh bạn ơi, anh bạn ơi nào, vào đây ăn đủ đọ đủ bom luôn này. Alo, nào vào đây ăn đủ bom luôn này. 11 giây, chạy thôi, chạy ở thượng sách, ngồi ỉa đấy là chết. 3, 2, 1, yes, mình vẫn là thằng sống sót cuối cùng. Thế nào mình cũng làm do, các bạn tin không, 100% luôn. Mẹ, nếu mà bây giờ nó không làm do mình cắt chim. À không, ok, làm rồi đấy, đây các bạn thấy chưa, mình làm rồi mà. Đúng không các bạn, mình làm rồi mà. Không nhá, không biết gì nha các bạn nhá. Đừng bỏ em một mình, chạy đâu. Cua cậu mình lên cầu thang cái thế không biết một cái gì cả. Ê, không vui nha, mẹ con mấy con bot nó dễ là mình đau tim lắm nhá. Nào mày đừng có bắt nạt người già nhá, mẹ tao mày thấy tao cầm USB Neptune dầu ăn ấy. Không được như thế hiểu không? Đầu hiện đến giờ mình vẫn không nhớ ra con này Neptune là nó tên dầu ăn các bạn. À con nháy này, đây rồi, biến hero luôn. Không nói nhiều. Chết ui. Phòng chơi đồ cổ nha. Con mẹ, thế chúng nó cầm M4 gươm với katana đồ cổ. À ừ, M4 gươm đồ cổ thật, nhưng mà nó vẫn mạnh. Nó lại còn được cải tiến rồi các bạn. Nếu mà nó có cái phiên bản cho những cái đồ ngày xưa ấy các bạn, kiểu các cái phiên bản ngày xưa ấy như kiểu dìu gươm các thứ. Ui, mình không biết cái kênh mà dành cho các cái đồ cổ ngày xưa của Trung Quốc ấy thì nó có đem về cái dìu gươm cũ của ngày xưa không. Nếu mà nó như thế thì thật sự kênh ấy rất rất đáng để đem về rồi. Ê, xong rồi, nhảy xịt rồi, nhảy xuống đây, đúng rồi, đây là thượng sách các bạn. Cứu, help me. Rồi, đúng thế cả tay. Mình nhảy rõ là khó rồi. Thôi chứ rồi, mình mất đi rồi, mình không cover được. Thôi các bạn ơi, tháng mình đến các bạn ơi, nó đuổi mình sai. Rồi, nó chết rồi. Ok, mình sẽ thoát được cái con này, tạm thời. Còn cuối trận thì mình không biết đâu. Cứu. Ôi sao thằng này đuổi sai thế, nó đuổi mình nãy rồi. Nhớ mặt nào nhá, thằng hoài niệm nhá. Thằng dành con này. Ok, thằng này ai lì nó lại lừa mình tiếp. Đây rồi. Chết chưa. Giờ của tao. Sân chơi này là của tao. Top nó ra kìa, nó vả từng thằng một kia, máu nó trâu lắm rồi bạn ơi. USB này bắn bao giờ chết được nó. Chạy ngay đi trước khi mà điều dần tồi tệ hơn. Nhưng nó rất tồi tệ rồi. Nó đang rất tồi tệ rồi bạn, điều ông chạy đi. Nào vào đây, ui vào đây là các bạn thành nghĩa địa luôn này, các bạn tin không? Ui tôi xong rồi, kinh công. Ui mày thế. Vào đây. Ui, đông thế. Ê, từ nhá, chưa chết được, không thể chết được. Vào đây tiếp. Chúng nó sẽ ăn bom. Khó đấy. Xuống. Rồi, sống rồi. Này chết này, các bạn tin không? Tôi chỉ thấy tôi trắng rái rồi, tôi chả thấy tôi hay là nó chết cả. Ui, như thế rồi, như leo trượt rồi, không sao. Có sao khi mà có thằng top ở đây rồi. Các bạn ơi, đầu tiên mình ta phải rút ra con Bison này, chị mày, con đĩ này. Để tao phải cận chiến mày nhá, con chó này. Ui không, chết chắc. Sao lại làm thế? Sao lại làm thế với người già? Biết là nó cay đắng thế nào không? Chúng ta đâu không? Chúng ta đâu? Tôi kiểu cái hôm cuối cùng thì tôi cũng
khóc vãi đái, ngồi ấy xong con trong trong phòng 500 máu